Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề viêm họng mãn tính, nguyên nhân và giải pháp điều trị. Thưa quý vị và các bạn, trang sức khỏe của Bộ Y tế cảnh báo vào thời điểm chuyển mùa, số người đến khám và điều trị các bệnh lý về họng tăng cao, trong đó số ca mắc viêm họng mãn tính chiếm một tỷ lệ không nhỏ. Sau đây là những thông tin hữu ích để điều trị căn bệnh này. Nguyên nhân gây bệnh viêm họng mãn tính. Với các triệu chứng thường gặp như các cảm giác ngứa, vướng, nhói trong họng rất giống với triệu chứng của nhiều bệnh khác, từ chứng cảm cúm thông thường cho đến các bệnh nguy hiểm như ung thư vòm họng. Vì thế, bệnh nhân viêm họng mãn tính ít khi được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Viêm họng mãn tính được chia thành 3 loại: viêm họng mãn tính xuất huyết, viêm họng mãn tính quá phát, viêm họng teo. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra bệnh viêm họng mãn tính. <laughs> các bệnh viêm mũi xoang, viêm mũi dị ứng, viêm xoang thường khiến cho bệnh nhân bị nghẹt mũi và hay phải thở bằng miệng do thiếu độ ấm và độ ẩm lại quá nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho khí lạnh và vi khuẩn, virus xâm nhập và sinh sôi gây bệnh viêm họng mãn tính. bên cạnh đó những chất dịch nhầy chảy từ trên khoang mũi xuống họng cũng rất dễ gây viêm nhiễm ô nhiễm môi trường khói thuốc lá, thuốc lào, bụi rất dễ khiến cho hệ thống hô hấp của chúng ta bị kích thích, gây ra phản ứng ho và sổ mũi, tắc mũi. Bên cạnh đó, nếu bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc với các hóa chất độc hại do tính chất công việc, thì cũng rất dễ bị viêm họng mãn tính. dị ứng. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các tác nhân đến từ bên ngoài như phấn hoa, nấm mốc, các hương liệu có mùi thơm nồng hoặc quá hắc có thể gây kích thích sự mẫn cảm của hệ thống mũi xoang, từ đó ảnh hưởng đến chứng viêm họng. Viêm họng mãn tính là một bệnh hoàn toàn có thể chữa khỏi, nếu không phát hiện đúng nguyên nhân và điều trị kịp thời, nó có thể đưa người bệnh đến các biến chứng khác như viêm thanh quản mãn, viêm khí quản mãn hay các đợt viêm cấp như viêm amidan, áp xe amidan. Một số trường hợp nặng có thể phải thực hiện phẫu thuật họng. Giải pháp, bệnh viêm họng mãn tính cũng là một yếu tố dễ gây suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh do luôn phải khạc nhổ vì cảm giác vướng họng. Đặc biệt là mỗi lúc thời tiết chuyển lạnh, bệnh thường tái phát và trở nặng hơn, cảm giác khó chịu, mệt mỏi kèm theo ho, thậm chí sốt nhẹ. Việc sống chung với bệnh viêm họng mãn tính không hề dễ dàng, điều trị bằng thuốc viêm họng kháng viêm, tiêu đờm giảm ho, bên cạnh phác đồ điều trị của bác sĩ bạn nên bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng, đặc biệt là các thực phẩm giàu vitamin C và tăng cường các hoạt động thể chất để nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Thêm vào đó, bạn cũng nên thường xuyên vệ sinh mũi họng bằng nước muối ấm hoặc ngậm vài lát chanh tẩm mật ong để kháng khuẩn và sát trùng cho họng. Sắp có vaccine ngừa các loại virus cúm Thông tin từ tạp chí Tri thức Trẻ các nhà khoa học viện Jenner trực thuộc Đại học Oxford, Anh đã chế được một vaccine có thể phòng ngừa được tất cả các loại virus cúm mùa. Loại vaccine mới này giúp kích thích hệ miễn dịch sản sinh ra nhiều tế bào T-cell, giết chết virus. Kết quả của nghiên cứu cho thấy những tế bào T-cell có thể giúp chống lại hơn một chủng virus cúm. Các nhà nghiên cứu hy vọng loại vaccine mới này sẽ giúp phòng ngừa lâu hơn và tốt hơn khi được tiêm cùng với mũi cúm mùa hàng năm. Quý vị và các bạn thân mến, chế độ ăn tăng thể lực cho người ung thư sẽ là chủ đề chính được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt.